Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống văn phòng các cơ quan hành chính nhà nước 28 tháng 8 năm 1945, 28 tháng 8 năm 2015, vừa qua tại Ninh Bình, Văn phòng Bộ Công Thương phối hợp với các tập đoàn tổng công ty đã tổ chức hội nghị công tác văn phòng ngành công thương lần thứ 2. Hội nghị đã tổng kết công tác văn phòng trong giai đoạn 2010-2015 và đưa ra phương hướng nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo. Công tác văn phòng trong các cơ quan đơn vị thuộc ngành công thương, từ văn phòng bộ, văn phòng các tập đoàn, tổng công ty và các đơn vị thành viên, các doanh nghiệp, các viện trường đều đã được kiện toàn và củng cố theo hướng tinh giản, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng bố trí những cán bộ có năng lực, trình độ, đáp ứng được yêu cầu và đòi hỏi của nhiệm vụ công tác văn phòng trong tình hình mới. Chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng cho rằng, công tác văn phòng trong thời gian tới đây cần đẩy mạnh xây dựng chương trình công tác và tham mưu, giúp lãnh đạo cơ quan đơn vị trong chỉ đạo và điều hành. Cần trang bị phương tiện làm việc, hiện đại hóa công tác văn phòng và đẩy mạnh công nghệ thông tin để làm tốt hơn chức năng đầu mối quản lý thông tin chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh của đơn vị. Đặc biệt là luôn chú trọng trong công tác bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân viên chức trong văn phòng, thực hiện tốt và thường xuyên chế độ động viên khen thưởng, đãi ngộ người lao động. Nhân dịp này, Bộ Công Thương đã trao tặng bằng khen, vinh danh 122 tập thể và 277 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác văn phòng.